Rồi, ok, hello anh em, và chào mừng anh em đã quay trở lại với trận đấu của mình. Thì để xem nào, hôm nay nó vẫn chưa ra cái map này anh em ạ, cay quá, nhưng mà không sao. Ngoài là chúng ta vẫn còn nhiều thứ để chơi lắm anh em ạ. Rồi, ok, thì hôm nay chúng ta sẽ tạo ra một siêu chiến binh nhá. Anh em đã bao giờ tưởng tượng cái con mạnh nhất là Aizan, nhưng bây giờ nó còn được buff không? Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một siêu chiến binh, và nhiệm vụ của mình là gì? Mình sẽ phải tìm ra một đấu pháp phù hợp để có thể giết được siêu chiến binh này. Ok, đầu tiên là mình được buff nhá. Một hàng buff này cộng với cả một hàng cổ vũ nữa anh em ạ. Đây là chúng ta sẽ chơi và gọi là nhầm. Đây là quạt mẹ rồi. Đây cổ vũ đây. Mình vẫn đã mình nhầm đấy. Đây. Đây chính xác là siêu chiến binh của chúng ta. Ok. Đầu tiên là được buff máu. Cái thứ hai ấy là được cổ vũ bởi rất nhiều thanh niên máu mặt ở đây. Anh em thấy không? Được rồi. Thì theo mình đây là cái con gọi là mạnh nhất rồi, tại vì nó đã được hai lần búp. Và để xem là đội quân gì chúng ta sẽ giết được, đầu tiên là mình sẽ thử chơi voi dày ngựa xéo với tổ đội là ba voi, xem có thể quất chết con này không. Ok, ôi ôi, anh em thấy chưa, trời ơi, vàng khe luôn, quá khủng khiếp. Đây, chúng ta sẽ phải để như thế này anh em ạ. Trời ơi, vàng quá, một màu vàng khe. Uầy, nó đấm voi, ui, nó đấm voi của mình này. Anh em chuẩn bị này. Ui, anh em nhìn con voi đấy không? Uầy, nó đấm cho một cái và con voi của mình nó từ kia mà nó bay tít ra đây luôn. Uầy, khỏe quá anh em ạ. Thử 5 con xem nào. 5 con thì mình đoán là chắc là được, đúng không? Làm gì mà lấy nỗi 5 con voi không cân được một con này. Vừa cổ vũ mà lại còn vừa đấm luôn. Uầy, ui, đấm một quạt. Ui, thương quá. Ui, thương quá. Anh em hãy nhìn. Thương voi quá. Ui, bị đấm cho này. Thương quá anh em ạ. Đây là con voi mammut nhá, mà nó còn bị đấm cho như thế này. Sốc mẹ luôn rồi. Ok, voi không xin nhê rồi nhá. Voi không ăn thua. Để bây giờ thử gọi mấy anh khổng lồ ra xem nào. Gọi hai cây xem nào, để xem hai cây còn có ăn thua so với cái con này không nhá. Ui, nó đấm cho voi cũng bay luôn. Ui, lại bay rồi. Ui, lại bay phát hai. Ui, bay phát ba. Ai, bay phát bốn luôn rồi. Dám đấm quân của tao à? Dám đấm quân của tao. Wow, bay tít lên luôn. Dám đấm. Oh my god. Oh my god. Bởi nó bay lên không trung luôn này. Bay lên cùng luôn vì sao luôn anh ạ. Chết trong lúc đang mẹ trên không. Căng nhở. Căng quá. Hai con cũng không ăn thua gì đâu. Bỏ. Để xem Samurai Zan của anh có solo được không. Rồi, ba Samurai Zan rồi. Hai con kia nó bị dính với nhau anh em ạ. Rồi, bộ đôi ớt này. Chúng nó lồng tay vào nhau này anh em. Làm gì đấy, chúng mày mày đi chơi à? Tình tứ với nhau à? Úi giời ơi, nó đấm. Úi giời, nó đấm thằng bé. Đấm, ui. 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 Thương quá anh em ạ. Mình hiểu cảm giác bị đấm mà bay một phát lên xong rồi chết ở trên không. Chắc là đau lắm anh em ạ. Đau lắm. Rồi. Có vẻ như là chúng ta vẫn chưa tìm ra được nhân vật nào thực sự khủng khiếp. Để xem. Bây giờ nhá, là chúng ta sẽ quay trở lại với cái máy bắn đá. Đây. Và mình sẽ sử dụng đội cổ vũ cho cái máy bắn đá này để xem là nó có VIP hơn hay không. À, chỉ sử dụng một máy bắn đá này thôi. Cổ vũ lắm này. Ái chà, được quá nhỉ. Có vẻ là kèo này là cân đấy anh em ạ. Kèo này cân, mình đoán là không ăn cua rồi. Ui. Này, không phải đùa đâu nhá anh em. Không phải đùa đâu anh em ạ. Nó khỏe lắm đấy. Mời bạn liên tục rồi. Wow, anh em thấy không? Vâng, rất điên rồ.
ui rồi thương quá, ui rồi ôi rồi, ok cùng thì Red thắng anh em ạ. Chỉ này nó chỉ một cái máy bắn đá nhỏ nhoi thôi đấy mà Red thắng luôn. Bây giờ là để thử xem là một con voi sẽ chịu được bao nhiêu hit của cái máy bắn đá này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. không ăn thua rồi, không ăn thua rồi anh em ạ. Quá buồn cho số phận của em ấy. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển nhá. Chuyển qua cái cây xem nào. Căng thật. À, chúng ta sẽ phải nhìn ở góc độ này để mới chân thực. Vâng, mình sẽ tua chậm lại để xem cái gọi là cái sự đau đớn đấy. Né. Ui đau quá. Ui ôi. Rất nhiều đá anh ạ. Ui giời, như mưa luôn em ạ. Có khác gì mưa đâu. Vỡ mặt này. Vỡ mặt thớt. Ui giời ơi. Ui giời, phát trúng chim. May mà không bị trúng chim nhé. Rồi. Ai. Đau thay anh em ạ. Ui. Ghê vờ lờ luôn. Rồi. Uầy, thần cây tính ra khỏe lắm anh em ạ. Thần cây khỏe đấy. Được. Thần cây chất chơi. Bây giờ là giả sử mình bỏ cái này đi. Mình thay bằng cái máy khác đi. Đây. Ui. Nó bắn không được nhanh. Nó bắn không nhanh mà nó khỏe gấp mấy lần cái đá luôn. Khỏe quá ấy các bạn. Ê, giả sử mình bỏ này, mình cho con này vào sao? Nó sẽ dậm đất liên tục đúng không? Để xem nào, để xem nó sẽ dậm đất liên tục được không? Ui, high speed thôi. À chà. Vẫn chết đấy các bạn. Được, hay đấy. Bây giờ nhá, mình sẽ tăng lên đấy các bạn. Mình sẽ tăng độ cổ vũ lên. Đấy, gọi là support đến đít luôn. Thế này mà không ăn được thì rồi để xem, tại vì con này nó yếu quá. Để xem nhá. Búp này. Ôi. Vẫn không xi nhê anh em ạ. Vẫn không xi nhê. Rồi bọn này làm gì đấy? Đi mẹ tự cổ vũ cho nhau à? Rồi ok, tự cổ vũ cho nhau thì mình biết là sẽ như thế nào rồi. Tắt. Đây là đội cổ vũ cộng với lốc xoáy nhá. Đây, lốc xoáy này đi. Để xem mà lốc xoáy có xử đẹp được con này không. Xoáy đi bạn ơi. Xoáy. Mẹ. Chưa kịp xoáy mà đã chết rồi. Buồn cho một kiếp người anh em ạ. À đây. À đúng rồi. Thử tổ đội khe lửa thế này. Đây, để khe lửa để xem nó có khe nhiều lửa không nhá. Khe lửa đấy. Ai à, ghê quá. Ai à, ghê quá. Ai chết chặt. Ôi. May mẹ rồng lộn ra tít đây rồi. Khổ thân rồng lộn anh em ạ. Rồi, ok. Rồng lộn cũng không xi nhê. À, thực ra thì nếu như mình cho cái này vào thì anh em biết rồi đấy. Chiến thắng thì chắc chắn sẽ thuộc về bên ta rồi. Kiểu mưa tên bão đạn luôn anh em ạ. Nhưng mà như thế này thì nó cũng không công bằng. Đúng không? Nó không công bằng. À, ê cái này là cái gì đây? Mình sẽ thử con này xem như nào. Ê, để xem con này có chức năng đặc biệt gì không. Ui dồi ôi. Thương quá anh mà, thương quá. Cái này thì chết không được. À đúng rồi, phân thân ra nào, để bắn cung ra nào. Bắn cung đấy bạn ơi. Ui, cung lửa luôn, ghê gớm nhỉ. Chết đấy bạn ơi. Ai à, pháo hoa. Ôi dồi ôi, pháo hoa. Vâng, chúc mừng năm mới. Chúc mừng mọi người. Và đây là một khung cảnh rất đẹp mắt của chúng ta. Pháo hoa chúc mừng ngày 34 và mùng 1 tháng 5. Mặc dù là nó đã qua lâu lắm rồi. Mà không sao, đây là một cái sự kiện chúc mừng muộn của đến từ bản thân mình. Vâng, rất đẹp mắt. Pháo hoa 30 Tết. Úi dồi ôi. Ui đẹp mắt vãi lìn đấy các em ạ. Tôi sẽ bắn lâu chết thích nhỉ. Mình thấy cảnh này đẹp mắt đấy. Rồi, ai à, hãy xem mình ấy bắn nào. Ui dồi ôi. Bắn ra từ đít anh em ạ. Em thấy chưa. Hay nhỉ, bây giờ mình mới biết cái con này đấy. Một tổ đội phá hoa nó đẹp
đẹp lung linh như thế này cơ mà, đẹp lung linh như thế này cơ mà, trời ơi pháo hoa đêm 30 Tết hay. Bây giờ nếu như mình cho nhiều lên thì chắc là sẽ đẹp mắt lắm đấy nhỉ, anh em công nhận mình không? Thử cho ba con đi, ba con bắn ra là máu. Rồi pháo hoa nổ phải như này. Rồi thì chúng ta sẽ từ từ chờ đợi pháo hoa nổ. Ui rồi sâu đẹp anh em ạ, trời ơi đẹp quá. Ui rồi giống như kiểu là sức mạnh tóe ra từ cơ thể anh ấy vậy. Rất là đã mắt đây anh em ạ. Ước gì cái bàn này nó có bàn trời trời đêm ấy. Trời ơi đẹp 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 đẹp. Đây cũng là một hiệu ứng. Ui, giống như kiểu là thằng này nó đang ôm kiểu cái gì nhỉ? Giống như kiểu là cái viên năng lượng ở trong người ấy. Anh em công nhận chưa nào? Ui ngầu vãi. Thề đẹp đấy, được. Đây cũng là một hiệu ứng rất là đáng mong chờ. Để xem anh khỉ này có biến được ra nhiều con không nhá. Được cổ vũ như thế này thì có lẽ là anh khỉ sẽ kiểu được boost sức mạnh mà nó sẽ phân thân ra nhiều hơn chăng. Ôi rồi, phân thân ra nhiều quá. Ôi rồi ôi. Rồi, liên tục phân thân đi các em ạ. Hết con này đến con khác rồi phân thân nhiều quá lên luôn thề. Em thấy không? Ôi rồi ôi, ôi rồi ôi, ôi rồi ôi. Ui ôi, phân thân phải đến chục con mẹ rồi. Ôi ôi may luôn. Nhưng mà không biết có thắng hay không thôi. Ngã rồi, ngã rồi, ngã sắp mặt lờ rồi. Ui, thắng thật kìa. Ui, thắng thật kìa. Thắng thật luôn anh em ạ. Ai chà, đội cổ vũ như thế này thì thật sự là trâu quá anh em ạ. Đội cổ vũ như thế này thì chất quá. Được rồi, và bây giờ sẽ lại đến với chuyên mục tạo ra người ta gọi là những cái hiệu ứng đẹp mắt nhất. Thì mình sẽ cùng với anh em tạo ra một hiệu ứng phải nói là vô cùng bá đạo. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho... Mình thích tạo ra những hiệu ứng đẹp mắt đấy các bạn. Mình sẽ cho thật nhiều cái đục cổ vũ lên. Và sau đó thì hôm nay là mình đã phát hiện ra một gọi là nhân tố bí ẩn mới trong gọi là cái công cuộc tạo ra hiệu ứng đẹp mắt. Thế nên là mình sẽ tận dụng anh ấy. Hôm nay là chúng ta sẽ chơi 1, 2, 3, 4, 5 con này. Và để xem là chúng ta sẽ bắn đây. Bắn đây bạn ơi. Bắn đây bạn ơi. Trời ơi nổ đi, pháo hoa đâu, pháo hoa đâu. Rồi. À từ từ đã. Con này đứng hơi xa đội hình. Không được. Mình phải cho đứng gần vào. Đứng gần vào thì nó mới đẹp mắt được đúng không? Nó phải tóe thật loe lên chứ. Rồi bắt đầu. Ok, chuẩn bị nổ nào. Rồi ôi, pháo hoa bắn đây, pháo hoa. Rồi mình rất là thích cái hiệu ứng này đấy. Úi rồi, úi rồi, úi rồi, úi rồi. Ui. Đẹp 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 anh em ạ. Được đấy, mình thích đấy. Nhìn bên này thì không đẹp đâu, nhưng mà qua bên này thì phải nói là siêu đẹp luôn. Ôi ôi, ôi ôi. Và mình sẽ để như thế này để chúng ta cùng tận hưởng các em ạ. Như đêm giao thừa vậy. Ui nó bắn bay cả cây luôn này. Hai con này vẫn chưa chết, vẫn chưa chịu từ bỏ. Ok. Và rồi đây là cảnh tượng mà người dân đi xem bắn pháo hoa vào 30 Tết. Nhưng mà không hiểu sao hai thanh niên này có lẽ là nhà quản lý đã nhầm khi mà đáng nghĩa chúng ta phải bắn pháo hoa lên trời, nhưng mà lại nhầm thành bắn pháo hoa vào ai gian anh em ạ. Khổ một lần. Rồi và một thí nghiệm tiếp theo, chúng ta sẽ thử nghiệm với một dàn của đội những thanh niên phi tiêu như này. Rất là lâu rồi là mình thực ra là chưa bao giờ mình thử nghiệm với thanh niên phi tiêu. Hội chứng chân to à? Hội chứng chân to anh em ạ, chân to, chân nhỏ, chân bẹp, lại thăng nữa. Này, đội quân này hay có cái trò gọi là hội chứng chân to. Chả hiểu sao, cái mẹ chân thằng này to vãi. Trông dị vãi lìn. Rồi, nhưng mà bên này, bên kia là có phi tiêu nhá. Bên này là mình sẽ chơi kiểu khiên chắn không? Hay là mình có chơi quạt em nhỉ? Quạt có chống được phi tiêu không? Mình nghĩ là không đâu anh em ạ. Chúng ta sẽ chơi đây. Mình sẽ chơi cái bàn nào có cái khiên to đây. Thử ngay xem. Từ đây nhé, chúng ta sẽ xem là có phải bọn này là có cái khiên to không. Ê, thằng này có vẻ là hào hứng quá này anh em. Hào hứng quá, kiểu nhảy nhảy ấy. Nôn nóng muốn ra trận. Được rồi, để đáp lại tấm chân tình của nó thì mình sẽ gọi ra thêm một chút nữa. Bên kia tận 54.000 cơ anh em ạ. Thế nên là mình nghĩ là chúng ta nên cho giá tiền bằng nhau một tí, chứ không thì nó lại bị lệch tình cỡ quá anh em ạ. 36 nhá, 41 thằng. Rồi, bên kia đắt hơn thôi anh em ạ. Ui ôi, đẹp mắt không? Trời ơi, quá đẹp mắt đi. Ui nó phi yên rồi, phi yên dại luôn này. Nó phi liên tục anh em ạ.
Nhưng bọn này không chết, bọn này không hề chết luôn. Ai chả, bọn này không chết đâu anh em ạ, bọn này không chết đâu. Nó chỉ là bị phi trúng vào cái ấy thôi. Bắt đầu vùng lên rồi. Chúng nó bắt đầu vùng lên rồi. Nó bắt đầu vùng lên rồi. Đấy, sẽ solo motion lại cho anh em nhìn to thế. Đây nghe thấy không này, chúng nó chỉ là bị phi mà khiếp thôi. Xong lên những người con của đảng. Xong lên nào. Trời ơi, đập chúng nó đi chứ. Giết chúng nó đi chứ. Ôi, nhiều khiên quá anh em ạ. Nhưng bọn này là phi tiêu ác vãi lìn đấy. Wow. Rồi, Blue win. Gần như hình như là Blue còn không chết một ai cơ. Ai chả, có nên là chúng ta nên kiếm một cái khiên khác không? Một cái khiên, à đây, khiên. Khiên đúng nghĩa là củ khiên luôn. Mặc dù nó hơi ít tiền quá nhưng mà không sao, chúng ta sẽ lấy thật nhiều khiên ra nhé anh em. Thế có 7.000 thôi à? Rồi, 99 con và một thằng đi đầu đi, cho nó oai. Rồi bắt đầu khiên bay rồi, bắt đầu khiên bay. Rồi ôi. Rồi đây nào các bạn, tôi để xem là chúng có thể vượt qua bức tường gọi là phi tiêu này không. Hãy cùng chờ xem. Có vẻ như là không rồi, bọn này yếu quá anh em ạ. Bọn này yếu quá. Không được rồi. Yếu quá. Mình cứ tưởng là bọn này có khiên thì nó sẽ chống đỡ được. Nhưng mà yếu quá yếu. Để xem trong cái phần mà mình mới mở có thanh niên nào cho bò không. Và kèo đấu khá cân của chúng ta đó chính là Zeus. Mình sẽ bỏ bớt đi nhá. Đây, đúng 54, hai bên đều 54.000 này. Zeus bắn xa được, bọn phi tiêu này bắn xa được. Đấy, và giá tiền thì cũng ngang nhau đúng không? Thử nhá. Chuẩn bị các bạn ơi, chuẩn bị nào. 2, 3 nào. Và vừa bay mà vừa bắn được luôn. Có vẻ như là Zeus sẽ thắng rồi anh em ạ. Đây là chiến trường của chúng ta, chiến trên cao. Wow. Vậy là Zeus khỏe đấy chứ. Về cái mảng bắn xa thì Zeus khỏe hơn rất là nhiều đấy. Rồi ok, thì chắc là video này mình sẽ kết thúc ở đây. Và nếu như em vẫn thích con game này thì đừng quên để lại một like để ủng hộ mình. Và hãy đăng ký kênh của mình để giúp mình sớm đạt được 1.000.000 người đăng ký nhé. Vừa thì nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.